Hello, Ngoại Đức Viết xin gửi lời chào đến tất cả quý khán giả. Lúc này thì mình đang có mặt tại khu vực khách sạn Rex và chuẩn bị tham dự cái buổi lễ công bố nhà tài trợ mùa giải năm 2023 của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Và có thông tin gì hay thì vlog Ngoại Đức Viết sẽ tranh thủ để mang đến cho quý khán giả. Còn bây giờ thì đi vào trong thôi. Let's go. Sửa chữa lớp manto, ứng cái bụng, free dọc lâu. Đây là khu vực sảnh khách sạn Rex. Rất là đẹp. Giờ thì đi kiếm khu vực họp báo thôi. Đẹp quá. Hello. Hello anh. Hello em. Tôi sẽ lúc bây giờ tại đâu Nam Á không ai ngồi Zico. Hồi đó tôi không nhầm. Tôi qua Bangkok thì Zico này được Mã Lai và Singapore tranh với tôi cùng lấy. Hôm nay tôi muốn kể một chuyện bóng đá. Anh nghe đây là một cái dịp mà có rất nhiều anh em thể thao ngoài dưới kia và anh em bên Liên Việt chắc cũng chưa biết về câu chuyện của anh Gia Lai nhiều. Tôi đâu có sẵn kịp được kể chuyện một tí cho các bạn thông cảm nha. Thì năm 2001 tôi Bangkok. Và lúc đó, ở đó gần 2 tháng tôi qua hồi đó cũng nhớ ông chủ tịch Ramacha là chủ tịch của Zico. Ông coi thường tôi lắm. Mà hồi đó dân Thái Lan coi thường trong Việt Nam cực kỳ phân biệt. Nếu các bạn nào mà ở đây mà trước năm 2000 qua Thái Lan thì tôi khích một điều là họ coi thường mình lắm. Họ coi mình như mình coi ông Lào mấy trăm kia cùng đỡ. Ông nói thật sự đó mày. Chính chỗ đó bản thân tôi cực kỳ tự ái với thầm. Tôi thấy ra bằng mỗi giá ta phải lấy lại về Việt Nam với một quyết tâm nỗ lực là tôi nằm đó gần 2 tháng như tán gái. Nói xấu tôi cũng nghe, chửi tôi cũng nghe, thậm chí khinh mà tiền đâu mà trả tôi cũng nghe đó. Ông chủ tịch ông nói tôi còn tụi bay làm gì có tiền trả nó. Mà các bạn biết rồi, năm 2001 doanh nghiệp Việt Nam không có lớn đâu, nên không có nghiệp lớn. Hồi đó có sao bây giờ các bạn, hồi đó tôi thuộc loại tiền nhiều, tiền tươi. Thì tôi nghe chủ tịch nói thì cũng càng nói càng tức, nhưng mình không làm gì hết. Lúc bây giờ ông Mã Lai ông Siêu Ho vô trả giá đủ cứu. Ông chủ tịch nói tôi mà có tiền trả nó không. Tôi nói bây giờ tôi không biết, không nên cớ chuyện với cô tôi cớ cho nghe luôn. Yeah. Miễn Thái Lan, miễn Mã Lai, Singapore trả 10 đồng, tôi xin thưa trả 11 đồng, không trả giá, coi đâu giá luôn, chấp nhận. Thì cũng nghi ngờ, mày nó dốc, mày. Nó đang trả giá A đồng đó. Chính tôi xin tài khoản của Singapore, ok chưa? Rồi được rồi. Trong vòng có 2 tiếng hồ chuyển tiền đủ luôn cho một năm. Như vậy, lúc giờ tôi tuyên bố, em đã bị đánh sống. Đó là người làm đang sống. Có nghĩa là tôi làm bóng đá bình mỗi giá vì cái lòng tự ái của tôi với địa phương Gia Lai. Và sâu xa hơn là tự ái của tôi với dân tộc Việt Nam và Gia Lai. Lúc bấy giờ tôi bắt Diêu Cô và tôi Việt Nam xong thì Thái Lan cái chữ Diêu Cô này không cùng gì. Nếu là Hồ Anh là ai, Gia Lai ở đâu không biết, phải đốt. Lúc bấy giờ 2-1 thì toàn Thái Lan không biết Hồ Anh là ai, Gia Lai ở đâu. Dừng cái tích thế mà cứ chứ. Ôi tôi âm thầm nhậu xỉn ngủ vợ. Tiền xá rồi đó. Thì tôi muốn nói câu chuyện các bạn nghe bóng đá. Đây là sự quyết tâm cực kỳ lớn của tôi bóng đá. Tới giai đoạn đầu tôi đưa Zico về, tạo ra một tiếng vang Gia Lai. Gần như ở đây mấy chục báo chí không có đồng nào cũng phải biết, phải không anh? Đâu còn Phong Mỹ, nó biết. Biết suốt ngày chữ cũng có, khen cũng có, đủ tròn.
và từ đó Gia Lai trở nên cực kỳ nổi tiếng. Và Hồ Anh Gia Lai đi đâu sân nào cũng đầy, không sân nào cũng đầy, tạo ra một lịch sử bóng đá Việt Nam giai đoạn đó. Anh Tuấn vào đây đúng không? Thì không nào sân nào cũng đầy, sân khách cũng đầy, sân nhà cũng đầy, vỡ sân. Thì đương nhiên về hình ảnh đó thu hoạch của đã rất lớn, nhưng mà rất tiếc hội đồng anh Gia Lai không có sản phẩm gì. Rồi đến ra 2007 bóng đá lên cao đã ba rồi, hai lần vô địch rồi, thì muốn đào tạo cho một lúc cầu thủ mới chứ còn anh bỏ tiền đi mua hoài cũng chán. Hồi đó tôi nói nhiều tiền, bỏ tiền tôi mua tất cả các ngôi sao Việt Nam và sang Thái Lan. Hồi đó tôi nói với báo chí Thái Lan rất tức tôi bây giờ, tôi nói miễn sao Thái Lan có ông ngôi sao nào có lấy hết, không thích đấu mà đúng vậy. Tôi lấy bốn ông ngôi sao giỏi nhất Thái Lan: Zico, Taiwan, Dujic, Thông Lao. Đó là những bốn ngôi sao giỏi nhất của Thái Lan tôi đưa vào hết. Báo chí Thái Lan tức tôi lắm. Tại vì đó là một dàn chơi ngon. Và chính cái đó là nó làm cho bóng đá Việt Nam và Thái Lan gần nhau. Hồi đó xin lỗi, Việt Nam đá Thái Lan chưa đá thua hết rồi. Và từng bước gần nhau cọ sát, thì từng bước thì Thái Lan và Việt Nam lùi lại. Thì có nghĩa là có thể khẳng định là Việt Nam mà thắng Thái Lan thì trong đó bản thân tôi đóng góp tương đối lớn. Vì tôi làm tôi kém bóng gì biết lối chơi của cọ sát, không sợ nhau nữa. Sau một thời gian chơi đỉnh cao, hai lần vô địch và đội Công an Hà Nội năm vừa rồi vô địch cũng là đội hạng nhất lên vô địch liền. Hồ Anh Gia Lai cũng thế, lịch sử Việt Nam chưa lặp lại, chỉ Công an Hà Nội mới lặp lại, tức là từ hạng nhất lên chuyên nghiệp vô địch luôn hai năm liền. Nếu Công an Hà Nội thiếp một năm nữa thì mới bằng được Hồ Anh Gia Lai. Còn đã vui không? Hai lần vô địch thì thật sự nói đỉnh cao vô địch thì cũng có rồi, thì thôi ta chiêm khác làm bóng đá trẻ tức là từ đó thành lập học viện bóng đá. Đi qua cầu viện Aisvinger, chính bản thân tôi nhậu Aisvinger ba lần, nhậu xong bánh. Và ông Aisvinger này ông cuối cùng ông lại quý mình, ông giúp tôi thành lập học viện bóng đá đó. Và đến bây giờ là hiện tại anh Gia Lai có một học viện bóng đá có thể khẳng định đẹp nhất, to nhất và hiện đại nhất Việt Nam. Đến ngay giai đoạn này luôn, chứ không cần giai đoạn nào, đến ngay giai đoạn này luôn, đẹp, lớn và hiện đại. Nếu các bạn nào đã đến thì chắc chắn khẳng định gì đó. Và đến bây giờ Hồ Anh Gia Lai cũng đã thành công với học viện đào tạo bóng đá. Năm 2007 tuyển khóa sinh đầu tiên, khóa đầu tiên là thành công ngay khó đó. Thì các bạn biết rồi, anh Tuấn ở đây biết rồi, bóng đá Việt Nam giai đoạn đấy dùng từ lợi tất yếu không ai khó. Chính nhờ cái U19 Hồ Anh Gia Lai Việt Nam giai đoạn đó vượt bóng đá Việt Nam dậy, chúng ta phải nói sòng phẳng như thế. Và thời kỳ đó U19 là mưa đầm gió thời gian rất dài, chẳng hạn như Công Phượng, Tướng Anh, Sinh Trường, Hồng Duy, Minh Thanh, vân vân và vân vân, rất nhiều đều xuất hiện tại Hồ Anh Gia Lai. Có một lối đào tạo cực kỳ khác ở Việt Nam, một lối thi đầu vào cực kỳ khác ở Việt Nam, không đúng. Cho nên một cái may mắn là hiện tại chúng tôi có một giáo án đào tạo bóng đá trẻ theo tiêu chuẩn của anh, và đã đỡ lại giáo án là xuất hiện rất nhiều cầu thủ mới xong. Năm 2008, đóng góp cho đội tuyển quốc gia gần như 50% Hồ Anh Gia Lai tham gia đội tuyển quốc gia, và thậm chí có lúc trận đấu được 60%. Đây cũng là một niềm tự hào rất lớn đối với tôi. Thì đó là hai cái giai đoạn thành công nhất trong bóng đá Việt Nam trong trận phút 2 năm, tức là vô địch 2 lần, lấy Vigo và thành lập học viện đào tạo giữa vị Hồ Anh Gia Lai và Sơn La. Và đến nay thì học viện vẫn còn tồn tại và cũng tiếp tục đào tạo. Hồ Anh Gia Lai cũng đang tiếp tục đá V-League và chơi chuyên nghiệp. Thưa các bạn, đến một giai đoạn nó phải thay đổi và bắt buộc phải thay đổi.
Các bạn biết rồi, tôi chơi bóng đá 22 năm, nay cũng đã 62 tuổi. Nếu 10 năm nữa, nó là 72. Chắc không có già nào có 2 tuổi điều hành nổi bóng đá. Long quyết trở lại, Long thanh trở lại, cá nhân của tài chính, chung. Vân vân. Không có như vậy, muốn cho câu lạc bộ bóng đá Hoàng Gia Lai và học viện bóng đá Hoàng Gia Lai nó tồn tại mãi mãi trên cái đất nước này, thì tôi trăn trở và suy nghĩ may mắn dùng như gặp được anh Thủy, cũng là người em và cũng là người bạn rất thi cốt và bản thân rất hiểu nhau, và anh Thủy cũng rất trẻ, và tôi nghĩ rằng với một cái sự nghiệp học viện bóng đá như thế, với câu lạc bộ bóng đá thế, phải có một đơn vị tài chính lành mạnh rõ ràng, cùng nhau hợp tác, cùng nhau phát triển mới ổn được. Và tôi đi đến quyết định là thống nhất trong nội bộ của tập đoàn Hoàng Gia Lai, ban quản trị Hoàng Gia Lai là thống nhất cao, là cùng hợp tác chiến lược toàn diện với ngân hàng LB Bank vừa mở mình trong thể thao, trong đó câu lạc bộ bóng đá và cơ cấu bóng đá. Và một lần nữa đến đây tôi có thể gửi lời cảm ơn đặc biệt anh Tiến giám đốc rất quan tâm vấn đề này, và anh Bộ Thị và đi đến thống nhất bên em là bên Bank của bên Gia Lai có sự kiện ngày hôm nay. Sự kiện ngày hôm nay không đơn giản là buổi lễ chúng ta ký, chứ là một cái buổi lễ rất quan trọng đối với tôi và tất cả những thành viên của Gia Lai. Vì cỡ từ ngày hôm nay, sau khi lễ này là chính thức Hội Gia Lai, tức là một tên mới, tức là đổi tên LB Bank Hội Gia Lai. Cỡ các học viện bóng đá cùng LB Bank Hội Gia Lai, cỡ công đồng cố gắng tưởng đó. Như vậy thì có nghĩa là từ nay cho mà sâu trong hai lĩnh vực lớn nhất của thể thao, học viện đào tạo nối tiếp và câu lạc bộ nối tiếp, thì điều kiện với LB Bank vào đó để cùng nhau phát triển, để cùng nhau phát triển. Như hồi đó tôi có nói, tôi thì cũng đã 22 năm cầm lái con thuyền của Gia Lai, thì tôi nói là tôi có một người em và người bạn rất chân thành là anh Thủy. Anh đã là chủ tịch hội đồng quản trị của ngân hàng LB Bank, và có thể là cũng rất hợp với tôi, và có thể là tôi chọn anh Thủy để kế nghiệp tôi trong tương lai nếu tôi không còn đủ sức khỏe. Vì lý do tôi muốn câu lạc bộ này tồn tại mãi mãi trên đất nước này thì phải có người kế thừa, thì phải người đam mê, phải người thích thú, và đặc biệt là phải có tiền. Không có làm được. Tôi biết rằng rất nhiều cổ đông Hoàng Gia Lai, rất nhiều cổ động viên Hoàng Gia Lai, Hoàng Gia Lai là một câu lạc bộ tương đối đặc biệt, không có tỉnh nào không có cổ động viên. Ở Sài Gòn có, Hà Nội có, Hải Phòng có, thậm chí Nam Định là chỗ cục bộ nhất vẫn có. Có nghĩa là đội bóng duy nhất đi đến sân khách được có người ủng hộ. Với tinh thần đó, tôi nghĩ nếu ngân hàng LB Bank vào với Hoàng Gia Lai, đầu tư vào của Hoàng Gia Lai, chia sẻ sức mạnh của Hoàng Gia Lai, tôi nghĩ trong một vài năm đến, nhưng mà đụng tới được câu lạc bộ đá này thì cũng hơi khó đấy. Tại một mình tôi đã khó rồi, nhưng mà hai thành liền đụng quá khó, đúng không? Đó. Thì tôi hy vọng rằng với tinh thần đó, là sau cái cuộc kiến này, là những gì mà tôi nói và những gì nó sẽ diễn ra, tôi hy vọng rằng cấp dưới là những người đang thừa hành câu lạc bộ, đang điều hành câu lạc bộ,
và tiếp tục kế thừa những gì đã có, tiếp tục làm cùng với ngân hàng để phát triển câu lạc bộ đi theo một chiều hướng mới, một lĩnh vực mới, cũng theo chuyên nghiệp, cũng theo đào tạo. Một mình Hội Gia Lai đã làm tốt rồi thì tôi cho rằng hai đơn vị thì đều chắc chắn phải tốt hơn và tốt hơn nhiều, chứ không phải dừng ở đó. Nên các bạn cứ tin tưởng một điều là khi ngân hàng vào, LIB vào thì tôi tin chắc rằng những cái việc là cải thiện đội bóng Hội Gia Lai nhanh lắm, không lâu. Mà thậm chí Hội Gia Lai đi đâu là gần như đầy xong. Tôi nhớ năm 2014 tôi là người quyết định đưa đội U19 lên đá chuyên nghiệp. Chắc không ai liều mạng bằng tôi đưa đội trẻ U19 lên đá chuyên nghiệp. Và đi đâu sân nào cũng đầy, từ sân khách đến sân nhà, liền 3 năm như thế. Nhưng câu điểm trễ quá, đá đâu rồi thua đó. Rồi người ta cũng nản dần, nhưng nản gì nản cho một lượt khách cũng rất đông. Ví dụ mới đây Công An đổi lên sân Gia Lai cũng bật sân lại. Cho nên tôi tin chắc một điều là khi ngân hàng vào cùng tôi là sẽ đầu tư sớm sửa thêm một số, khán giả sẽ tiếp tục ủng hộ và đầy sân trở lại và trở thành phong trào bóng đá Việt Nam. Thì đi đâu cũng cùng những cái đó. Chắc anh Tú biết rồi, Hồ Anh Gia Lai cũng khởi động nhiều trên các sân cỏ Việt Nam cuối tuần. Cho nên với điều những gì đó, tôi gặp hôm nay một lần nữa hết sức cảm ơn ngân hàng LIB đã quan tâm Hồ Anh Gia Lai không những đội bóng và quan toàn diện. Cách đây 10 ngày chúng tôi biết bên đó ngàn cũng có ký một tác toàn diện. Đây là cụ thơ hướng đường. Và cũng đề nghị bên Hội Gia Lai phải phối hợp chặt chẽ với bên ngân hàng để chúng ta bắt tay vào phát triển từ ngày mai. Thậm chí trận ngày mai, ngày ba kịp cũng đề nghị mặc áo thay đổi tên luôn, tức là LIB Hội Gia Lai. Cho mới này không chờ đợi, đó là chúng ta không còn thủ tục gì là ngày hết. Chúng ta quyết tâm làm trước, thủ tục làm sau cho nó vậy. Với tinh thần đó tôi nghĩ rằng là đây là một thương hiệu lớn và sẽ lan tỏa rất nhanh. Cho nên đề nghị mấy ngân hàng hết sức quan tâm. Và đội ngũ ngân hàng các biết rồi là một cực kỳ đông về nhân viên, và tiếp tục là các cổ động viên mới cho Nhà Lai là một lực lượng cán bộ công nhân viên ngân hàng Liên Việt Bank cực kỳ đông trên cả nước. Đây là một tiếp về một sức mạnh rất lớn cho câu lạc bộ LIB Bank Nha. Và có những cô hướng dẫn viên ngồi đây quyết tâm năm nay thì không nói, thì năm sau phải vô địch. Một hướng dẫn thì không nói, thì hai thành không nói sao được, đúng không? Vậy lúc nào là nữa, rất rất cảm ơn là tất cả những anh em bên ngân hàng có mặt hôm nay. Cảm ơn tất cả những em phóng viên báo chí và viên của anh Gia Lai các bạn hôm nay. Và cảm ơn tất cả những anh em bạn bè quen biết thân thiết nhất của Gia Lai có được hôm nay. Và đề nghị tất cả các chúng ta tiếp tục ủng hộ cho câu lạc bộ này sẽ phát triển và phát triển mãi mãi hơn. Gần xa sao? Không phải là bài cảm xúc. Tiếng Việt nha. Tiếng Anh. Okay. In the first time when they like change the name of love and the big the supporter they care about it so much. So how do you feel? For me, I think all the fans know this date already. This is today is a special day because we have the sponsor of the bank, and then with the date, maybe want to develop our club.
bên Vitadis sai with the new sponsor. Of course, Vitadis want to keep advantage for the sponsor for fan too. That's why Vitadis thinking already. We change the name LP Bank or Anjali. For me, we have so many fans, not only in Vietnam, when we play home and away. Of course, when we have the name new, and then fan in Thailand or in Asia, and joy our game. That's why for me, I'm very happy to our president to succeed, because when sponsors come to join, not only for look after the club, we have the young generation, we have the youth team. The most important, the sponsor will support for youth team too. That's why in the future, if our club is developed, one day one of them to play for football again. Yes. All right. One more. You have a new investment for club, a new investor for club. So how about the squad? For this new player more, because we know today the last day for coming. This is talking already. This season we have the young player come from the youth team. He want to promote our young player to play V-League. This is the first target. The next target, we try to build up about the foreigner, about the experienced player. Mr. Rick talked to the reporter already. And then I'm coach, of course. I will follow his idea, and then we work hard, and then try to get success together. Thank you so much. All sữa dưỡng lớp Manto ứng cái bụng Free Your Flow.